bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vì sao cần phải niệm Phật? Vì sao lúc bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Lúc bình thường chúng ta thường niệm Phật là để chuẩn bị cho lúc lâm chung. Thế thì tại sao không đợi đến lúc lâm chung rồi hãy niệm Phật? Tập quán là thói quen được huân tập qua nhiều ngày, nhiều tháng. Cho nên, nếu bình thường các bạn không có tập quán niệm Phật, thì đến lúc lâm chung, các bạn sẽ không nhớ ra là mình cần phải niệm Phật. Do đó, lúc bình thường, mình cần phải học niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Đến lúc lâm chung mới không hoảng hốt, luống cuống, mà trái lại sẽ an nhiên vãng sanh thế giới cực lạc. Vì sao chúng ta cần phải vãng sanh về thế giới cực lạc? Là vì khi Đức Phật A-di-đà ở nhân địa tu hành làm thầy tỳ kheo, Ngài đã từng phát 48 đại nguyện mà trong đó có nói rằng, sau khi tôi thành Phật, nếu trong 10 phương có chúng sinh nào niệm A-di-đà Phật, danh hiệu của tôi, thì tôi nhất định sẽ tiếp dẫn người đó tới thế giới của tôi, và trong tương lai vị ấy sẽ được thành Phật. Ở thế giới của tôi, ai ai cũng đều hóa sanh từ hoa sen, nên thân thể của họ hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm. Bởi Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện lớn như vậy, nên tất cả chúng sinh đều nên tu pháp môn niệm Phật, một pháp môn rất hợp với căn cơ của mọi người và cũng rất dễ tu. Trong kinh còn dạy, đời mặt pháp một ức người tu hành hiếm khi có được một người đắc đạo, suy có tu pháp môn niệm Phật là ai cũng được độ thoát. Ý nói rằng trong số một ức người tu hành hiếm hoi lắm mới có một người đắc đạo, chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể giúp mọi người vãng sanh về thế giới cực lạc và do đó được độ thoát. Đặc biệt là trong thời mạt pháp hiện tại, niệm Phật chính là pháp môn hợp với căn cơ của mọi người nhất. Song, Âu Mỹ hiện nay không phải đang ở trong thời đại mạt pháp, mà có thể nói là đang ở vào thời đại chánh pháp. Vì sao nói Âu Mỹ đang ở vào thời đại chánh pháp? Vì Phật Pháp vừa mới được truyền tới các nước ở phương Tây, và hiện đang vào lúc hưng thịnh. Do đó, hiện tại ở Mỹ Quốc có rất nhiều người rất thích tham thiền, tịnh tọa. Đó cũng là biểu hiện của chánh pháp. Thời chánh pháp, ai cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Thời mạt pháp, mọi người cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Ở bất cứ thời đại nào, mình cũng có thể tu pháp môn này. Nếu như có người đối với các pháp môn khác không thể dụng công được, thì nên tu pháp niệm Phật. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ có nói rằng, hữu thiền hữu tịnh độ, do như đái giác hổ, nghĩa là có thiền có tịnh độ, như hổ mọc thêm sừng. Những người vừa tham thiền và vừa niệm Phật thì giống như cọp mà mọc thêm sừng, oai thế vô cùng. Họ có thể hiện thế vi nhân sư, tương lai tác Phật tổ. Nghĩa là đời này làm thầy mọi người, tương lai thành Phật, làm tổ. Do đó, người chân chính tham thiền tức là người chân chính niệm Phật. Người chân chính niệm Phật cũng chính là người chân chính tham thiền. Nói sâu một chút nữa, người chân chính trì giới chính là người chân chính tham thiền, và người chân chính tham thiền cũng là người chân chính trì giới. Thế thì, người chân chính giảng kinh thuyết pháp, tức là người thật sự vì giảng kinh mà giảng kinh, thì cũng là người chân chính tham thiền. Trong chứng đạo ca, Đại sư Vĩnh Gia có nói rằng, tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Nghĩa là, tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Vậy thì, người vừa biết tham thiền lại vừa biết giảng kinh là người thông suốt cả tông lẫn thuyết. Nói sâu một chút nữa, thì người chân chính trì chú, chân chính tu mật tông cũng là người chân chính tham thiền. Vì lẽ đó, tuy nói thiền, giáo, luật, mật, tịnh là năm pháp môn, nhưng nếu xét đến ngọn nguồn thì tất cả chỉ là một chứ không phải là sai khác. Nếu giảng sâu thêm chút nữa, thì ngay cả một cũng không còn, thì làm gì mà có năm được chứ? Người chân chính học Phật Pháp cần phải hiểu điểm này cho rõ ràng. Những kẻ có khuynh hướng phân chia tông phái thì cho rằng pháp môn niệm Phật cao nhất, còn tham thiền là không đúng. Cũng có người nói tham thiền là pháp cao nhất, còn niệm Phật là sai lầm. Những ai có quan niệm như thế đều là những người chưa hiểu rõ Phật Pháp. Phải biết rằng, nhất thiết giai thị Phật Pháp, giai bất khả đắc. Nghĩa là, tất cả đều là Phật Pháp, đều không thể chứng đắc. Đã không có Pháp gì có thể chứng đắc được,
hà tất phải chấp trước thêm những thứ không nên chấp trước. Đương không có chuyện lại tìm thêm chuyện hoặc gây ra chuyện. Nếu các bạn thật sự hiểu rõ pháp thì không có pháp gì có thể chứng đắc được. Tuy nhiên, đối với những ai không hiểu Phật pháp mà mình nói rằng cái gì cũng hoàn toàn không có cả thì họ sẽ thất vọng. Do đó, Đức Phật dạy quyền pháp để đưa về thực pháp và thuyết giảng quyền trí để dẫn về thực trí. Vậy thực trí là gì? Thực trí là một quy vô sở đắc trở về lại chỗ không chứng đắc. Thứ tướng chân thật không có hình tướng nhưng cũng chẳng có không có hình tướng mới chính là trí huệ chân thật vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵。